Việt Nam – Hàn Quốc sẽ hợp tác về vaccine và thiết bị y tế Quý vị và các bạn thân mến, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện để Việt Nam hợp tác với SK trong sản xuất chế phẩm huyết tương, vaccine phòng COVID-19 và hợp tác với Samsung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và xây dựng bệnh viện. Đây là những nội dung tại buổi trao đổi giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam cùng hai tập đoàn của Hàn Quốc là SK và Samsung để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực y tế diễn ra vào ngày 25 tháng 6 vừa qua. Tại buổi làm việc, đại sứ Hàn Quốc Park no Wan cũng như lãnh đạo tập đoàn SK và tập đoàn Samsung đều bày tỏ đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện để Việt Nam hợp tác với SK trong sản xuất chế phẩm huyết tương, vaccine phòng COVID-19 và hợp tác với Samsung trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và xây dựng bệnh viện. Hợp tác sản xuất chế phẩm huyết tương vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ cảm ơn Đại sứ Park no Wan và các tập đoàn doanh nghiệp của Hàn Quốc nói chung đã đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch, đặc biệt đã có những đóng góp quý báu cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ông Ko jong Wan, trưởng đại diện tập đoàn SK tại Hà Nội, bày tỏ mong muốn mở rộng, đẩy mạnh sản xuất chế phẩm huyết tương, vaccine và tiến tới sản xuất dược phẩm ở lĩnh vực biệt dược gốc cũng như dịch vụ y tế với Bộ Y tế. Trong thời gian tới, tập đoàn SK có kế hoạch tiếp tục đầu tư không chỉ vào các doanh nghiệp tư nhân, mà còn tham gia vào quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng như đầu tư vào các startup Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế hoan nghênh tập đoàn SK mở rộng đầu tư vào lĩnh vực y tế tại Việt Nam như sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, vaccine và cho biết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Bộ Y tế cũng kêu gọi tập đoàn SK và các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực biệt dược và trang thiết bị y tế. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin tới đây, Việt Nam sẽ thiết lập các khu công nghệ cao về dược phẩm để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. SK có kinh nghiệm về vấn đề này nên mong muốn tập đoàn SK có kế hoạch sớm, Bộ Y tế sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tập đoàn. Bởi hiện Việt Nam có các nhà máy dược phẩm đã thực hiện việc này Do đó, nếu tập đoàn SK quan tâm, thì Bộ Y tế sẽ tạo điều kiện tiếp cận. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giao cục quản lý dược và các đơn vị liên quan làm việc với tập đoàn SK để bàn thảo nội dung hợp tác chi tiết. Hợp tác về trang thiết bị y tế và xây dựng bệnh viện. Ông Choi Juho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn Chính phủ và Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho các cán bộ công nhân viên, người lao động của Samsung Việt Nam được tiêm vaccine phòng COVID-19 và mong muốn khi có lô vaccine mới thì tiếp tục phân bổ cho Samsung Việt Nam. Hiện khoảng hơn 40% cán bộ, người lao động của Samsung Việt Nam đã được tiêm vaccine. Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết doanh nghiệp này luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Việt Nam. Tập đoàn đã ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam 40 tỷ đồng, đóng góp cho Bắc Ninh và Bắc Giang 16 tỷ đồng, phục vụ phòng chống dịch bằng tiền mặt và trang thiết bị y tế. Ông Choi Joo-ho cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế cần đầu tư lớn cho lĩnh vực khám chữa bệnh, trong khi Samsung có kinh nghiệm đầu tư xây dựng bệnh viện. Do đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Samsung quan tâm tới hợp tác công tư xây dựng bệnh viện ở Việt Nam. Bộ Y tế sẵn sàng làm việc với Samsung về vấn đề này và sẽ đề nghị các địa phương tạo điều kiện tối đa để Samsung có thể triển khai các hợp tác về lĩnh vực y tế. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, thực tế cho thấy, chống dịch trong cộng đồng và chống dịch trong khu công nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau, phòng dịch phải đi trước một bước. Việt Nam coi công tác phòng dịch trong cụm, khu công nghiệp là một trọng tâm. Trong đó tới đây, khi có vaccine, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ để tiêm cho người lao động tại các khu công nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp của Hàn Quốc. Tuy nhiên, do nguồn cung và thời hạn giao hàng khó khăn, nên việc này có thể bị chậm. Nhằm đặt mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng ở Việt Nam vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Bộ trưởng đề nghị đại sứ Hàn Quốc, tập đoàn SK và tập đoàn Samsung hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận các nguồn vaccine để có thể sớm triển khai tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng, trong đó có các nhà máy, các khu công nghiệp. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông báo hiện cơ quan chức năng của Việt Nam đang xây dựng hướng dẫn về việc giảm thời gian cách ly xuống 7 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi vào Việt Nam. Điều này tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng mong muốn Đại sứ Hàn Quốc báo cáo Chính phủ Hàn Quốc để tiếp tục có những hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến phòng chống dịch đặc biệt là vaccine phòng COVID-19. Đại sứ Park no Wan cho biết sẽ hết sức nỗ lực để Hàn Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác, bao gồm cung cấp và sản xuất vaccine phòng COVID-19. Tập đoàn SK đã thông qua Bộ Y tế đóng góp 1 triệu đô la Mỹ vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Việt Nam, Hàn Quốc ký biên bản ghi nhớ về chương trình ứng phó COVID-19. Trước đó, tại buổi hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc từ ngày 21 đến 23 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Trung Y Jong đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về chương trình ứng phó COVID-19 giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. Hai Bộ trưởng nhất trí, hai Bộ Ngoại giao tăng cường phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy tổng thể hợp tác song phương trên các lĩnh vực. Theo tinh thần thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, tăng cường hơn nữa giao lưu cấp cao, thúc đẩy hợp tác giữa các ngành, địa phương, hợp tác phòng chống đại dịch COVID-19, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, hỗ trợ phát triển, bảo hộ công dân. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam mong muốn hai nước làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc nhất là khi hai nước đang hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao năm 2022. Đánh giá cao chính sách hướng Nam mới tăng cường của Hàn Quốc, theo đó coi Việt Nam và ASEAN là đối tác trọng tâm, đề nghị Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hàn Quốc, nhất là nông sản, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới cân bằng thương mại và mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 100 tỷ đô la Mỹ, nâng cao chất lượng đầu tư tiếp tục phát huy, mở rộng hợp tác lao động, khoa học công nghệ, cùng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu sản xuất và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 để sớm đẩy lùi dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế, đưa giao lưu nhân dân hai nước trở lại bình thường. Bộ trưởng Trung Yong khẳng định, trong tổng thể thực hiện chính sách hướng Nam mới tăng cường, chính phủ Hàn Quốc luôn coi trọng và mong muốn phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ là đối tác mật thiết của Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ mối quan tâm của Việt Nam về thúc đẩy cân bằng thương mại, mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm ổn định chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hiện nay. Sau hội đàm, hai bộ trưởng ngoại giao đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ về chương trình ứng phó Covid-19 giữa Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc. Hàn Quốc đề nghị nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cũng trong ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội đàm trực tuyến với Chủ tịch Quốc hội Park Byung-se. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-se cho biết, Việt Nam là đối tác rất quan trọng của Hàn Quốc và Hàn Quốc mong muốn nâng cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên đối tác chiến lược toàn diện từ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hiện nay. Hiện có 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Hàn Quốc cũng đang tiếp tục trao đổi công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam. Bất chấp những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương vẫn rất tích cực, là một trong những động lực dẫn dắt các mối quan hệ khác giữa hai nước. Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Hàn Quốc. Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng, lâu dài và là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đánh giá rất cao và tin tưởng chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc sẽ tạo cơ hội lớn cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Trước đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc, sẵn sàng cùng Hàn Quốc đưa quan hệ hợp tác sâu rộng đối tác chiến lược lên tầm cao mới trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan của hai nước tiếp tục xác định rõ nội hàm mục tiêu cụ thể cần đạt được sau khi nâng cấp quan hệ để hai nước đưa ra những cam kết cụ thể tạo điều kiện cho việc nâng cấp quan hệ